Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 58 năm tù đối với 8 bị cáo về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn giữa Trần Hoàng Huy Hiệu, thường trú tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ và Bùi Xuân Thiên, thường trú xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2021, Hiệu cùng nhóm bạn đã mang theo dao kiếm đến thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng để đánh Thiên. Do không đuổi kịp Thiên mà chỉ đuổi kịp bạn của Thiên là anh Phạm Văn Thắng ở xã Minh Hoàng nên đã dùng dao đâm anh Thắng. Hậu quả anh Thắng tử vong. Trong vụ án này, bị cáo Vũ Đức Cảnh vừa là người chủ mưu cầm đầu. Tòa tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Công, Hiệu, Hải, Mạnh Anh là người thực hành tích cực bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng đến 10 năm tù. Bị cáo Tiến tuyên phạt 4 năm tù là người giúp sức.